tiện đang làm cái bộ xoang đa xoang thì hơ các cái mắt trên bàn tay này, cái chỗ theo đây chỉ thế thôi, nhưng mà bây giờ cụ là nhìn nó quang hơn và không chảy nước mắt. Tức là đang chảy nước mắt sống. Vâng, đang chảy nước mắt sống đấy. Cứ lúc nào cứ lấy cái giấy chấm chấm này mà. Đấy. Thế mẹ mẹ có chảy luôn được không? Còn chảy luôn được thì nó làm các cái hơ nóng hơ ngại. À. Khi vì đã đang làm cái xoang rồi thì đã làm 6 vùng mạch hết rồi. Thì sau đấy thì là em hơ luôn ngại các cái vùng này. Và trên tay là tôi nhìn thấy mắt nhất. Và cái nóng, nóng. Và cái nóng lúc nào thì nút ra thì mình thấy nhất làm cái xoang mình làm. Thì là hết chảy nước mắt. Phải hoan hô, mọi người vỗ tay hoan hô.